Các bạn, ở cái video này tôi sẽ giải cho các bạn coi nhanh cái đề thứ tư. Cái đề thứ tư, để mở đề thứ tư thì các bạn vào cái thư mục thi PPT và chọn đề thứ tư để mở nó lên bằng cái trình xem PDF của bạn. Ở cái đề thứ tư này tôi sẽ trình bày bài làm của tôi ở Microsoft Office 2016. Nó tương tự như Microsoft Office 2013. Ủa lộn, xin lỗi bạn, PowerPoint 2013. Thì tôi sẽ đi vào cái nút này và tôi sẽ bấm luôn BORR PowerPoint. Tôi sẽ chọn PowerPoint 2016 nha. Tôi chọn nó lên. Rồi, tôi sẽ tạo một cái PowerPoint mới. Thì tôi sẽ nhấp đôi vào Plan Presentation. Ở 2010 á thì bạn phải bấm vào cái nút Create nó mới tạo. Còn giờ 2016 thì bạn nhấp đôi vào là nó sẽ tạo. Rồi, bạn thấy á, thứ nhất 2016 khác 2010 ở chỗ á, là khi mà bạn tạo mới cái á, là mặc định của nó là theo cái kích cỡ của màn hình của bạn. Ví dụ màn hình tôi là màn hình kiểu 16 chính, tức là ngang nó rộng, tức là màn hình hình chữ nhật, cho nên á, cái slide của tôi bình thường nó sẽ ra hình chữ nhật. Thì nếu mà bạn không có PowerPoint 2013 2016 á, thì các bạn có thể làm cái bài này ở 2010, tại vì á, tôi làm 2016 tại vì tôi vào một transition á, bạn thấy tôi có cái transition kiểu random. Random là nó chọn bất kỳ thằng nào ở trong này. Random nè, nó xuất hiện cái random. Với cái cộng đồng mạng á, người ta nói dữ quá, Microsoft đã thêm lại cái tính năng random ở transition rồi. Tôi quay lại đây. Bây giờ tôi muốn chỉnh cho cái trang giấy của tôi trở thành hình vuông chứ không phải hình chữ nhật. Thì tôi sẽ đi vào cái design và tôi sẽ thiết kế lại. Khi mà vào design các bạn thấy á, nó hơi khác khác chút xíu so với cái thằng 2010. Thằng 2010 á, là chỗ này nó có color, phông vân vân rất là nhiều. Thì mình không có, nhưng mà mình sổ này xuống thì mình vẫn thấy color, thấy phông bình thường ha, nó không có khác gì nhiều đâu. Tôi sẽ chỉnh lại kích cỡ slide, thì tôi chọn slide size là kiểu slide và chọn standard 43. Rồi như vậy là tôi sẽ trở thành dạng là hình vuông, cỡ hình vuông chứ không phải hình vuông 43, mình sao vuông được. Rồi tôi sẽ tạo mới một trình chiếu là tôi tạo xong rồi. Trên nền theme paper, paper là tôi sẽ vô cái theme nè, design nè, tôi vào design. Tôi nhấp đôi vào để tôi mở cái này ra. Vào design tôi chọn theme paper. Thằng này là F nè. Thằng này là G nè, thằng này là gì đây? Là MNOP, P nó nằm dưới này nữa. OP, OP, OP. P nè. Paper đi pixel nè. Oh, xin lỗi bạn, tôi không thấy team paper ở đây. Tôi thấy parallax, tôi thấy organic O nè, thấy B là parallax nè. Xong rồi tôi thấy pixel, tôi không có thấy paper. Oh, sorry các bạn. Tại vì cái hệ thống phông mặc định của mấy thằng này á, hệ thống phông mặc định của mấy cái thằng này nó không có giống nhau bạn ơi. 2016 với 2010 nó khác nhau. Cho nên á, khổ lắm, khổ lắm. Làm 2016 thì nó mạnh hơn, nhưng mà mấy cái team này nó không có thì mình cũng khổ lắm chứ bộ, đâu phải giỡn mặt với nó đâu. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ chọn đại một cái em nào đi ha. Chọn đại một em nào cỡ giống giống nó, nền trắng nè. Ôi trời, chọn đại là không được. Thôi, chắc tôi bỏ cái này quá. Nhưng mà tôi cho bạn thấy là cái giao diện của nó hơi khác, nhưng mà không phải là khác lắm. Cách làm của tao vẫn tương tự nhau thôi. Mà thì á, tại sao chúng ta mới đặt cái vấn đề là tại sao á, Microsoft Office nó update tới 2016 rồi mà mình thi mình vẫn phải thi 2010, trong khi cái thời 2010 á, mình thi là mình phải thi 2003. Không biết là có liên quan tới vấn đề bản quyền, mua bản quyền mấy này để cho thi không nữa. Nhưng mà hồi đó giờ tôi xài Microsoft Office á, và cả hệ điều hành tôi chưa bao giờ mua bản quyền cả. Nhưng mà ở những công ty thì người ta bắt buộc người ta phải tôn trọng cái bản quyền, tại vì mình phải tôn trọng người ta mới tôn trọng lại mình. Mình mong muốn người ta tôn trọng lại mình. Rồi, quay lại là trình chiếu. Thực sự nếu mà cái hệ thống máy tính của trường bạn không không có bản quyền, Microsoft không có bản quyền thì người ta cũng đâu có làm gì được bạn, ta cũng đâu biết gì đâu, người ta làm được gì bạn, đúng không? Nhưng mình nên tôn trọng người ta thì người ta sẽ tôn trọng lại mình. Thôi mình sẽ tạo mới một trình chiếu cho nền theme paper đi ha. Tôi sẽ vào design và tôi chọn theme paper. Theme paper chắc là này quá.
Jack T OBQST à, thằng này chứ. So S OBQ PE O là P đâu rồi? Perspective paper là các bạn. Paper tôi chọn team paper. Ồ, khổ quá. Tôi vào thử home ha, tôi insert new slide. Các bạn thấy background của này nó khá là xấu các bạn ơi. Background của này là nền hoàn toàn trắng, trong khi background của này nó ấy. Thì tôi quay lại cái design, tôi chọn cái background style các bạn. Tôi chọn background style và tôi chọn lại cái màu trắng. Bạn thấy là khá là đẹp rồi ha. Tôi chọn background style và tôi chọn lại màu trắng. Ồ, cái theme paper này nó bá đạo quá. Nhưng mà bạn thấy là click to add title của anh ta đó là màu cam, mà trong khi của tôi á, lại là cái màu sàm buồn vậy đó. Cho nên tôi quay lại cái color, tôi chọn lại cái hệ thống color của tôi. Ôi trời, xin lỗi các bạn. Mình chọn bao nhiêu đi nữa nó cũng chả có ảnh hưởng gì cả. Tôi bấm vô đây ha, rồi tôi chọn cái khung này color. Tôi hy vọng là nó thay đổi, mà nó cũng không thay đổi. Cuộc đời của nó bế tắc ở đây rồi. Tôi chọn new slide, tôi chọn slide slide này ha, slide này là slide mình thường xài nè. Ôi chà, thôi chúng ta đi vào slide master, chúng ta chỉnh cái title này đi nha. Chúng ta đi vào view và chúng ta chọn chế độ slide master. Rồi vô slide master thì mình chọn cái thằng này, mình coi lại ba thằng kia coi ok cỡ được ha. Chấp hành giao thông mấy này nó khá là giống nhau. Bài này thì chắc là không có xài slide master rồi. Chuyển toàn bộ slide sang kiểu chữ Arial. Arial. Tăng kích cỡ footer lên 28 và in đậm. Đề này nó rõ. Cái đề này nó rõ hơn. Cái đề này khá là rõ. Nó kêu mình làm từng bước luôn. Tạo mới trình chiếu paper, chọn màu style 1 cho nền background. Tôi close nè, tôi quay lại design nè. Background style nè, format background nè. Tôi chọn màu style 1 hả? Chọn toàn bộ phông, tôi chọn phông Arial nha. Tôi chọn phông Arial là tôi xong cái bước Arial rồi. Các bạn có thể cài đặt face setup nè. Các bạn chọn 43 hay là 16 9 tùy các bạn. Giống như hồi nãy tôi mới làm hồi nãy á. Bạn có thể quay ngang hay quay dọc của nó cũng được. Background style này á. Style 1 nè, tôi chọn style 1 đúng rồi nè các bạn. Bạn thấy tôi rê chuột lên nó ra style 1 là đúng rồi nè. Nhưng mà cái color, cái màu ở trên này nó khá là mệt nhọc á. Thôi, bây giờ tôi chọn slide master tôi chỉnh ha. Rồi, tôi vào chế độ slide master nè, chọn màu style 1 cho nền background là ok nha. Là màu trắng đó, tôi chọn màu trắng rồi đó. Tôi vào view slide master, tôi chỉnh phông và chế độ phông Arial. Sau khi chỉnh phông Arial rồi, tôi tăng kích cỡ footer lên 18 và in đậm. Tôi quay đây tôi chọn footer lên 28 hả ta? 28 hay 18? Lên 28. Tôi vô home và tôi chỉnh thằng này lên 28, 28 enter. Và tôi bold nó, in đậm nó là xong. Footer và in đậm. Ok chưa? Bây giờ cái footer của tôi ngoài cái in đậm ra tôi còn phải chỉnh màu và in nghiêng nữa. Tôi bấm lại cái footer. Tôi bấm lại footer, tôi in nghiêng. Tôi chỉnh lại cái màu màu cam cam. Đó rồi, in nghiêng cam cam. Quay qua đây tôi coi thử hệ thống giao thông Việt Nam, hệ thống giao thông Việt Nam đây dùng chức năng header footer tạo chữ hệ thống giao thông Việt Nam. Rồi tôi quay lại cái insert header và footer. Có slide number không? Không có slide number. Trường hợp này chúng ta không xài slide number, cho nên tôi chỉ click chọn footer và tôi đánh hệ thống giao thông Việt Nam. Việt Nam viết hoa ha. Việt Nam mình là mình phải tôn trọng nước Việt Nam thì Việt Nam mới tôn trọng mình. Mình apply vô nó. Bạn thấy là nó bị lệch như thế này. Tôi sẽ đè nút shift và tôi kéo, tôi đè control và shift để tôi kéo ngang vào nó. Đó. Đó. Các bạn khi mà tôi bấm control với shift á là tôi mặc định là tôi chỉnh thằng này nè, tôi tắt nó ha. Hệ thống giao thông Việt Nam. Phong này cũng khá là bự á. Thôi được rồi. Rồi, mình có đè lên này ảnh hưởng gì không bạn? Không, tại vì sao? Tại vì thằng này nó có hiển thị ra không? Không có hiển thị, hai này không có hiển thị, cho nên là mình có đè lên nó cũng chả ảnh hưởng gì cả. Rồi coi như câu 1 mình hoàn thành nha. Chọn chuyển toàn bộ các slide sang kiểu chữ Arial, tăng kích thước lên và in đậm. Rồi trở lại chế độ normal view để nhập nội dung ba slide như ba hình bên cạnh. Rồi tôi quay lại view và tôi chọn normal view. Thằng này tôi delete đi, thằng này tôi delete. Add title, add title, title. À cái title này tôi nên canh giữa
canh giữa ha, canh giữa rồi ok, thay đồ thì tôi vô lại slide master view. Nó yêu cầu nó không có yêu cầu mình làm hết tất cả bạn ơi. À, chơi khổ thân tôi quá. Vô một case xuống tất cả ha. Rồi tôi sẽ chỉnh lại, tôi chỉnh lại vô format mà tôi chọn là cái style của em. Chắc style này quá. Style này đi. Style này mà nó không có bond bạn ơi. Thôi bỏ đi. Thằng này á, take effect nè, take fill nè. No fill nè. Take outline nè, no outline nè. Giờ tôi fill lại ha, tôi fill lại cái màu cam cam đi. Tôi fill lại màu cam cam. Và thằng này nó hình hình như nó hơi bevel. À, bevel, tôi no bevel rồi. Glow tôi cũng no glow reflection, tôi cũng no luôn, shadow tôi cũng no shadow luôn. Rồi, tôi no shadow luôn. Bạn tôi no shadow luôn thì nó sẽ ra giống cái thằng này nhưng mà màu của nó hình như hơi đậm hơn của tôi. Tôi vô text fill và tôi chọn cái màu dưới này thôi, màu dưới này đậm quá. Thôi bỏ đi. Thôi được rồi, được rồi. À, mình cứ chỉnh bả này nó cũng đâu có thay đổi được cái cục diện của trận đấu đâu. Nên thôi mình sẽ canh giữa rồi đúng không? Mình vô hôm mình canh giữa này chưa? Canh giữa rồi, ok, khá là đẹp rồi. Rồi, ok, mình chỉnh hai cái đề mục cấp 1 cấp 2 nè bạn. Đề mục cấp 1 là chấm, đề mục cấp 2 là mũi tên. Rồi, đề mục cấp 1 chúng ta sẽ chọn chấm bullet nè, chúng ta sẽ cho cái chấm nè, chấm này đúng không? Đề mục 1 chấm và đề mục cấp 2 các bạn thấy nè. Mũi tên nè. À, nhưng mà thực sự á, tao vẫn chưa thích cái team này lắm. Tại vì á, tao có thể vô slide master tôi chỉnh là cái chế độ color nó hơi đẹp đẹp xíu. Color này tôi chỉnh cho nó hơi xanh xanh chút xíu ạ. Này nè, tôi thích cái này hơn. Tại sao? Tại vì nó giống cái này hơn. À, tôi thích. Cái đề mục cấp 2 nó màu xấu quá, nó muốn màu đen cho nên tôi sẽ khói thằng về đề mục cấp 2 lại. Tôi sơn màu cho nó là black luôn. Là xong các bạn. Đó. Đó. Các bạn thấy tôi zoom ra zoom vô bằng nút control nữa bạn. Tôi đè control tôi lăn chuột vô, lăn chuột ra đó. Rồi xong. Rồi. Bây giờ tôi sẽ đánh slide 1 nha. Tôi thoát độ chế độ slide master, tôi close master view. Tôi đánh cái slide 1 đi, hệ thống giao thông Việt Nam. Rồi, thằng slide 1 này nó không có giống mấy anh kia, slide 1 nó không giống mấy anh kia. À, cái tác giả này tôi phải ghi cái chữ tác giả không? Điền tên vào một tác giả rồi ok. À, hệ thống giao thông Việt Nam có dấu chấm này, nó là cái slide này các bạn. Slide nè. Đó, slide này nó có cái gạch dưới này nè. Thằng này là hệ thống giao thông Việt Nam. Rồi viết in hoa hết luôn. À, in hoa tôi bấm vô đây tôi chọn uppercase nhưng mà nó không có uppercase, lý do là tôi đang đang có con chuột đánh máy đây, tôi phải nhấp ra đây và tôi chọn uppercase nó. À, thì nó sẽ chọn cái này. Bây giờ format của nó tôi sẽ cho nó ở cái chế độ là thôi khỏi đi, tôi text fill nó màu màu cam này, fill nó màu cam này và cái phông này nó phông nó khá là xấu á, phông Times New Roman hay gì đó, phông Times New Roman phải không? À, khá là giống Times New Roman. Tao bon nó lên luôn, tao bon lên luôn. Ôi à, quá đẹp, giống giống rồi ok, khá giống thôi kệ đi. À, cái feel của nó đó, nó cái màu của nó, cái màu nó tôi chưa chưa có hài lòng lắm, tôi chưa hài lòng lắm rồi. Cái có người hỏi tôi chưa hài lòng thì mày làm gì được tao, tôi cũng không biết làm gì luôn. Chưa lòng thì biết chưa hài lòng chứ biết làm gì đâu. À, ok đi. Rồi thôi, xấu quá xấu, còn tranh dách lại đi. Thôi được rồi, cỡ này được rồi. List to add subtitle thì tôi không cần, tôi bấm vô nó và tôi delete nó, bấm vô cạnh tôi delete. Rồi cái một tác giả này, ô khó quá ta. Cái một tác giả này mình không biết format làm sao luôn á ta. Để tôi nhìn kỹ lại nó rồi. Nó có hai cạnh bên này, nó có tác giả ở đây, ô khổ này nha. Tôi sẽ insert một cái sáp các bạn, cái đó là cái sáp á. Cái sáp và tôi biết cái sáp là sáp này nè. Đó. À, đây là một cái tính năng mới nữa các bạn ơi, tính năng mới nữa bạn xài cái sáp đó. Không, khi mà tôi vẽ cái sáp ra khá là đẹp đó. Rồi, tôi nhấp đâu vô nó. À, tôi nhấp đâu vô nó khi nó không hiện gì hết nhưng mà tôi vẫn bấm được chữ ha. Nó không hiện gì hết. À, tôi bấm Trần Quốc Hoài. Đó, bấm Trần Quốc Hoài. Cái viền nó hơi cam và cái này nó cũng hơi cam. Trần Quốc Hoài của tôi là in đậm. À, in 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 hoa nè, bon nè, đó đúng không? Trần Quốc Hoài, bon và cái phông nó là phông Times New Roman.
Enter luôn, Time New Roman. Thằng này nó bị xuống hàng, tôi sẽ kéo ra chút xíu nữa. Rồi, tôi hẹp thằng này lại chút xíu nữa. Rồi, ok. Tôi là tôi không thấy cái màu của nó ra làm sao luôn, tôi thiệt với các bạn luôn á. Cho nên thôi, cái màu này nó là màu gì tôi cũng không biết, thôi tôi bỏ đi. Nha, tôi bỏ nó đi. Các bạn tha thứ cho tôi. Đó, là tôi sẽ có slide 2. Slide 1 là đây, slide 2 là đây. Hồi nãy nó nằm ở trên này thì tôi cứ nhấp chuột tôi giữ nó và tôi kéo nó xuống dưới này thôi là nó sẽ thành slide 2. Slide 2 của tôi sẽ là mạng lưới giao thông. Tôi sẽ điền mạng lưới giao thông ha. Mạng lưới giao thông. Lưới giao thông. Giao thông. Ơi, thằng này khá là ngộ nghĩnh rồi, mạng lưới giao thông thôi. Tại vì nếu mình vô slide master mình chỉnh á, là mất công cho mình. Tại sao? Tại vì thằng này chỉ có một cái tiêu đề á, thằng slide 2 thôi, slide 3 có tiêu đề gì đâu. Slide 3 chả có tiêu đề gì thôi, mình ấy nói chi? Mình chỉnh ngay trực tiếp bên ngoài đây, mình kéo lên đây, mình nói là mạng lưới giao thông nè. Mạng lưới giao thông mình sẽ tag field nó. Hoặc giả là bạn có thể ấy nó vào cái home bạn uppercase nó tất cả thì bạn sẽ được cái mạng lưới giao thông như này. Mạng lưới giao thông này, bạn bon lên cái nữa, đừng cho nó giống giống chút xíu rồi ok, cỡ được rồi, cỡ này được rồi. Đó, mạng lưới giao thông vậy, đó được cơ. Rồi, ở dưới này thì tao đánh đường bộ. Đường bộ, tao enter xuống quốc lộ. Ôi cha, cái này dài quá bạn ơi. Quốc lộ hai chấm. Dài. Cái này đánh khá là dài á, dài khoảng Việt Nam có quốc lộ dài khoảng 17.300 hả? Lần đầu tôi biết luôn á. Km nè, chiếc thường ha. Ôi, dài quá ta. Dài là dài bao nhiêu tôi cũng không biết nữa. Một vòng trái đất là không biết luôn, không biết một vòng trái đất là bao nhiêu km luôn, khổ quá trời khổ. Dài khoảng, ôi cái tỉnh lộ, cái quốc lộ là cái đường xuyên quốc gia, còn tỉnh lộ là đường xuyên tỉnh hả hay sao, ai biết đâu. Dài khoảng, tôi biết là tôi đi học địa lý rồi, chứ tôi đâu có ngồi đây tôi quay mấy cái video vi tính này đâu. 27.700 km. Ô ghê ta. Tức là tỉnh lộ á, là những cái con đường nhỏ nữa. Quốc lộ á, tôi còn tranh dách lại ha, tôi enter xuống, tôi ép tắt, ồ tôi shift tab ra, shift tab tôi ra ngoài, tôi viết lại đường sắt. Ô có đường sắt nữa nè, Việt Nam có đường sắt nè. Ơi, cái này tôi biết lâu rồi chứ đâu phải tôi mới biết đâu mà tôi ngạc nhiên. Dài khoảng 2.600 nè, 2.600 nè km. Ôi ngắn dữ ta. Từ Nam ra Bắc dài bao nhiêu km tôi cũng biết luôn. Các loại tàu. Đường sắt rồi có những cái loại tàu, tàu là mấy mấy chiếc xe tàu á hả. Táp vô một cái cho nó vô miếng nữa ha, táp vô một cái vô miếng nữa. Cái đề mục cấp 3 nó là hình vuông các bạn ơi, các bạn để ý đề mục cấp 3 là hình vuông, lát tôi sẽ chỉnh lại. Tàu thì có tàu khách, tàu các loại tàu thì có tàu khách chứ không phải tàu lao hả. Tàu khách. Ây da, tàu khách nè, hai chấm nè, rồi hai chấm. Tàu khách tốc hành nhanh thường. Tốc hành nhanh thường. Rồi ok. Tàu chở hàng nhanh thường. Tàu chở hàng mà chở hàng nhanh và chở hàng thường nữa. Là sao? Hàng 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 thường là hàng bình thường, còn hàng nhanh là hàng gì? Ta tách tách táp ra ha. Ta vô cái đường thủy nữa. Đường thủy. Rồi cái cuối cùng là đường hàng không. Ôi có mấy đường hả? Đường cát đường phèn không chịu ghi vô luôn. Khổ ta. Quay lại nha. Ơi thằng này nó xích xích vô miếng bạn ơi, nó canh canh vô đây xíu. Tôi cũng canh vô nó chút xíu ngay chỗ cái mạng lưới nè. Ngay bên dưới chữ M mà, đúng không? Ngay bên dưới chữ M. Tôi vào view, tôi vào slide master view, tôi chỉnh đề mục cấp 3 lại thành hình vuông. Tôi vô bullet và tôi chọn hình vuông. Tôi đóng slide master view, tôi làm khá là nhanh đó. Là xong hết rồi. Đề á, thì nó kêu là phong Arial, nhưng mà trong này á, thì tôi thấy toàn bộ là phong thằng này là phong Arial nè, thằng này thì phong Time New Roman các bạn. Tôi thấy nó chính là phong Time New Roman đó, tôi chỉnh lại cho bạn coi. Cỡ vậy thôi. Tôi cho nó to ra xíu. Bạn thấy là mấy thằng này nó to, nó không có đều, có thằng to bự, thằng to nhỏ thì thực sự là nó đúng vậy, tàu khách tàu chở hàng nó to nhỏ. Còn mấy thằng kia to bự. Cái gì mà to, to bự, to nhỏ nữa, khổ quá trời khổ đi. Mấy này chắc mình bon lên cái cho nó đẹp quá. Đó, bon lên cái cho đẹp ha. Đó, bon lên cái cho đẹp. Đó, kinh dị chưa? Tôi cũng thấy khá là kinh dị đó. Thôi hệ thống giao thông Việt Nam nó xấu quá ta. Hệ thống giao thông Việt Nam nó phải màu cam cam chứ. Tôi vào view và slide master view, tôi chỉnh lại cái hệ thống giao thông Việt Nam coi. Ai da, xin lỗi xin lỗi. Ủa thằng này với này nó phải cùng màu chứ. Tôi xin lỗi nha, cái thằng màu dưới này tôi không thấy, nhưng mà màu trên này tôi thấy ở nửa dưới màn hình của tôi á, là tôi không thấy gì cả. Vô format nha, tôi chọn text field, tôi chọn ra cái màu cam nha.
Ở dưới màn hình tôi không thấy gì hết, ở trên màn hình đó thằng này là màu cam hay là màu gì tôi cũng không biết luôn, thằng này dưới này màu ơi, thằng này màu xanh lá cây hay gì đó. Thôi tôi bó tay, nói chung là tôi bị mù màu, các bạn cứ biết vậy là đủ rồi. Các bạn nếu mà không mù màu, các bạn hãy chọn đúng cái màu để làm đúng theo yêu cầu bài toán, hoặc là yêu cầu của cái đề bài. Tôi sẽ tạo mới slide 3 nha. Slide 3 thì nó chả cần cái gì cả, slide 3 này không cần gì cả, cho nên hai cái box này á, tôi bấm từ ngoài đây nè, tôi bấm từ ngoài đây nè, dạ xin lỗi các bạn, tôi bấm từ ngoài đây nè, nó tôi kéo qua đây, tôi khối hết hai cái hộp lại, hoặc giả là tôi bấm từng cạnh nó và tôi đè nút shift nè, tôi bấm từng cạnh nó và tôi bấm nút delete để tôi xóa hai cái hộp đó. Cái thằng này á, nó yêu cầu là gì? Trở lại độ normal nè, nội dung 3 slide hình cảnh là slide 1 điền nè, slide 2 sử dụng đúng phân đoạn paragraph. Ok, đúng phân đoạn paragraph là gì tôi cũng chả biết luôn. Nhưng mà thằng này tôi thấy nó in đậm quá Hoàng ơi. Thôi tôi quay lại bình thường ha. Thôi này đúng rồi, được rồi, thôi được rồi. Chèn 4 hình clip mạc có thể dùng hình khác vào và hình sáp của ở giữa. Rồi, đây là các bạn thấy là cái hình sáp ở giữa nè, bạn hình sáp ở giữa, cái này là sáp nè, cái này là insert cái sáp nè, bạn vô insert một cái sáp thì bạn chọn cái sáp đúng như yêu cầu bài toán là cái sáp gì. Tôi đang lướt từ trên đây nè, tôi lướt qua lướt lại nè, tôi lướt lên lướt xuống, tôi lướt trong lướt ngoài, tôi lướt đủ lướt hết luôn mà tôi vẫn chưa nhìn thấy nó. Bạn hãy lướt đi, bạn hãy lướt giống tôi đi, bạn tìm ra nó đi. Không thấy luôn á. Cái sáp này khổ quá, cái sáp kỳ quá. Dạ, insert lại cái sáp ha. Cái sáp này nó cỡ sáp này quá ha. Sáp này nó vô format. Tôi chỉnh là edit sáp. Change sáp hoặc edit bone. Ây da, tôi add bone vô được không? Tôi add bone vô đây đi. Tôi add thêm bone vô nữa. Đó. Được cái hai điểm này là tao bẻ lên gì thôi. Mấy này là nó thuộc dạng là đẳng cấp mà design vector art rồi. Tôi nhấn chuột phải tới edit bone nè. Tại vì cái hình này á, thì nó cấu tạo từ những cái cạnh bạn ơi, nó cấu tạo từ những cái cạnh, tôi muốn nó cong á. Tôi edit bone lại ha, này là gì đây, đây cái bone này tôi delete nó đi, delete cái bone này đi thì nó sẽ ấy đây. Tôi muốn cái bone này nó quay nó cong á, đó tôi sẽ bẻ nó dạng cong như thế này đó, bạn thấy là khá là đẹp. Nhưng mà thực sự á, mình không có delete nó đi, mình không không có cần thiết mà mình edit bone như vậy, mình insert cái sáp, tại vì tôi chưa hiện tại tôi chưa tìm ra nó thôi, chứ tôi mà tìm ra nó là tôi thấy nó, tôi bấm nó lâu rồi đó, tôi mở nó lên mà tôi không thấy nó luôn, nó trốn ở đâu á, nó trốn ở đâu á, nó sinh ra là đã trốn tôi rồi, nó chết đi nó cũng phải trốn tôi, không biết nó trốn tôi để được cái gì nữa. Cái sáp này tôi chả thấy nó ở đâu cả. Sáp bốn góc cong kiểu này á hả, tôi đang nhìn cái lần thứ ba rồi, không lẽ thằng này ta. Ôi bậy quá bậy ơi, sáp nào đây, sáp nào đây, nào đây ra sáp, con sáp nào đây, tôi không thấy sáp thì thôi tôi chọn cái sáp khác đi các bạn ơi, này cũng đâu phải. Hay da, khổ quá khổ quá thiệt tình luôn á, tôi không thấy, tôi thấy chán luôn á, tôi kiếm không ra, tôi chán rồi. Sáp này nếu mà bạn kiếm ra, bạn hãy chọc mù mắt tôi đi, tôi kiếm lần thứ năm rồi tôi không thấy thiệt luôn. Thôi không thấy thì thôi, không thấy thì thôi, tôi sẽ làm một vài chiêu nho nhỏ. Ê này đúng không, chọc mù mắt tôi đi. Nó đó, nó đó, nó đó, này ngay chỗ này các bạn ơi, đó nó em đây. Cuộc đời em, tôi biết chắc chắn là nó có chấp hành an toàn giao thông, nhưng mà tôi nhấp đâu vô nó ha, tôi nhấp đâu vô nó và tôi đánh chấp hành an toàn giao thông và tôi vào home, tôi vào home, tôi bấm vô uppercase nó nè, tôi bấm vô uppercase nó nè, và tôi sẽ chỉnh bone nó luôn, bone cho chích cha nó luôn. Tôi vô format, tôi xóa cái nền ha, sharp fill, tôi no fill nó. Cái chữ của tôi nên chuyển thành màu đen, tại vì chữ tôi trùng với cái nền rồi. Tôi home và tôi chỉnh lên màu đen và tôi cho nó to 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 to, ôi to quá bạn ơi.
chấp hành an toàn giao thông 3 hàng, đúng rồi, chấp hành an toàn giao thông 3 hàng. Cái cảnh này nó hơi bự các bạn. Vậy ta sắp outline nó đúng không? Sắp outline nó quay nó to lên chút xíu nữa. Ơi to gì đi. Và tôi canh giữa nó. Tôi canh giữa nó. Tôi canh giữa tôi có thể chọn align không ta? Align ngang nè. Bạn thấy là distribute horizontal là canh chính giữa hai bên. Còn vertical là trên dưới, trên dưới. Thì bạn cứ nhớ chữ vertical á, chữ V á, là cái mũi tên đi xuống á, chữ V là dạng mũi tên đi xuống á, thấy không? Vertical là trên dưới, còn horizontal là bạn thấy hai cái cạnh của chữ H á, là hai bên á, hai cái cạnh hai bên á, nó canh hai bên ngang đường chân trời á. Thì tôi align nó đó, vào format và tôi align nó là xong. Align cho nó ấy rồi, giả là tôi có thể align center hoặc là align middle cũng được, không có gì hết. Sau đó là tôi chèn bốn cái hình này, chắc tôi cũng xài chiêu cũ quá ha. Để cho nó giống thì tôi sẽ insert cái gì đây, insert cái screenshot và screen clipping. Nhanh đi em yêu ơi. Ơi em lên trên này em đứng đi em. Em đứng đi em. Dạ xin lỗi các bạn ha, vô insert và screenshot nó nhiều hình quá tôi cũng rối luôn á. Nhiều hình quá đi. Em này qua bên này đứng đi em ơi. Em hỡi em ơi, tôi qua bên này tôi chụp thằng này, tôi vô insert tôi screenshot thằng này. Đó. Bạn nè. Chết đi bạn Hiền ơi, bạn vô trong này đứng nha, cuộc đời của bạn phải đứng chỗ này. Cái thằng này nữa, còn một em nữa, vô insert screenshot vào thằng này, tôi làm cho xong luôn cái cuộc đời nó đi. Ôi xong slide 3 khỏe quá. Rồi xong cả ba slide. Bạn thấy tôi zoom out ra, tôi thấy là cuộc đời nó khá là đẹp rồi đó. Ok chưa? Ok ha, 1 2 3, 3 slide khá là đẹp. Vậy là cái màu của tôi hơi bị mù màu thôi. Rồi điền vào mục tác giả sử dụng đúng phân đoạn paragraph, chèn 4 hình clip art, có thể dùng hình khác chèn sáp ở giữa, dùng chức năng header footer tạo chữ là xong cái nội dung câu 2 rồi đúng không? Mình đã làm xong hết rồi. Câu số 3 chọn hiệu ứng transition white kiểu box in cho 3 slide. Tự lật trang sau 15 giây không cần nhấp chuột. Cái câu này quá quen đúng không? Đầu tiên là cho 3 slide thì mình sẽ chọn 3 slide, Ctrl A chọn nó vô transition và gì? Y transition wise kiểu box in rồi. Ok tôi sẽ chọn cái Y nha. Thực sự ở trên này nó nên cho một cái hộp để mình search cho nó nhanh, chứ thực sự là tôi ê ê đừng có giỡn gì chứ, không thấy cái Y là chết tôi rồi nha. Nãy giờ bốn đề là không có cái đề nào có cái Y hết nha, không có đề nào có cái transition hết luôn. Đây Y đây. Y chọn Y. Y này là kiểu box in. Y này là mình Y rồi. Bây giờ mình vô effect button kiểu box in. Box in ơi, chả thấy cái box in quần què gì cả. Ấy da, khổ quá trời khổ đi. Tôi phải 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 lướt qua lại một cái nữa bạn ơi. Thôi được rồi. Kiểu box in là kiểu gì? Nếu mà kiểu box in á, là mình sẽ thấy cái kiểu ở ở ở bên này, effect option ở đây. Nếu mà mình không thấy thì tôi đoán á, là có thể tôi chọn sai rồi. Box in hả? Thôi kệ đi, chọn đại đi. Và tự lật trang sau 15 giây, tôi chọn cả ba này nha và tôi chọn after 15 giây. Tôi khói hai này lại. Rồi, tôi khói hai đó lại, tôi chọn 15. 15. Và tôi chấm một cái nha. Còn giả là tôi bấm cái nút mũi tên này để cho nó chuyển qua chế độ giây, tôi chỉnh 15 giây. Nếu mà bạn chọn after 15 giây là sau 15 giây nó lật. Còn on mouse click á, nếu mà bạn đánh dấu tích luôn á, là ví dụ như bạn đang chạy tới 10 giây, bạn muốn qua slide khác á, thì bạn bấm click thì nó tự động chuyển qua. Còn nếu bạn không tích cái on mouse click này á, thì nó phải đúng 15 giây nó mới tự chuyển, bạn không thể làm gì để cho nó chuyển qua được. Theo tôi nghĩ là vậy, cho nên á, tôi có thể chọn cả hai. Nhưng mà đề kêu là sau 15 giây thì tôi bỏ cái on mouse click này đi. Xong cái yêu cầu kế tiếp, tạo hiệu ứng đường chuyển động motion path cho bốn hình clip ạ. Ở bốn góc di chuyển cùng lúc hướng về hình sáp ở đây, tức là bạn thấy bốn hình này nó chui vô đây, chui vô đây, chui vô đây và chui vô đây đúng không? Ở giữa
hiệu ứng lặp lại đến kết thúc slide. Rồi, ok. Cái chỗ này là repeat until end of slide đó bạn, là lặp lại là repeat, until là đến khi, end là kết thúc slide. Rồi, thôi. Bây giờ tao sẽ đi qua slide 3, tao chọn bốn thằng này và tao chọn cái motion path các bạn. Format animation và tôi chọn đây, tôi kéo xuống đây ha, tôi lấy motion path là cái line này. Rồi, cho từng thằng tôi sẽ chỉnh từng thằng sau. Thằng này á tôi sẽ muốn nó đi vô trong này. Dạ xin lỗi bạn. Tôi sẽ kéo cái thằng này vô trong này. Được không? Thằng này á tôi sẽ kéo nó vô trong này. Đó, thằng này á dạ mũi tên của em đâu rồi? Tôi sẽ nhấp vô cái này rồi nó mới hiện ra cái nút. Rồi từ cái nút đó tôi mới kéo nó vô được. Giống như thằng này, tôi phải nhấp vô cạnh này nó mới hiện ra cái nút. Có nút này tôi mới kéo nó vô đây được. Ok chưa? Nó đẹp chưa? Rồi tôi review lại nha. Út. Chèo. Út. Chèo. Ơi, mấy này nó có cái viền trắng ở ngoài nó che á, cho nên thôi tôi di chuyển nó ra ngoài đây chút xíu bạn ơi. Để cái viền trắng che tội nghiệp cái thằng chấp hành luật giao an toàn giao thông. Để nó bị che ai thấy để thực hiện an toàn giao thông nữa. Mình kéo kéo nó nhỏ nhỏ lại một xíu để cho nó vui. Vui nhà vui cửa vui cả. Ai biết gì đâu. Ai review lại thôi được rồi. Hiệu ứng lặp lại thì tôi sẽ chọn bốn thằng này nha. Tôi bốn thằng này. Tôi vô animation panel. Tôi chọn nó timing nè, timing và tôi chọn repeat until end of slide nè. Rồi tôi ok. Cả bốn này sẽ lặp lại cho đến khi kết thúc luôn á. Rồi, tôi sẽ review ở ở đây nha. Review. Rồi. Dạ, tôi xin lỗi các bạn. Tại nãy tôi nhấp chuột cái á. Ơi, mấy bạn thấy là máy này nó không tự di chuyển đúng không? Rồi, mình phải chỉnh chế độ là star. Star là gì? After review à. Các bạn chọn bốn thằng này nha. Chọn bốn thằng này, tôi đè nút shift tôi chọn cả bốn này và tôi chọn star là after review là xuất hiện ngay sau cái thằng trước. Tao review lại. Nhảy đi em. Một em, hai em, ba em. Thôi gọi bậy. Mấy này á nó không phải là after review à các bạn ơi. Nếu mà after review à là nó sẽ đi sau mấy người kia. With review à. With review à là xảy ra cùng lúc với cái thằng trước. Rồi. Rồi, đó, bốn em. Nó thả ra, nó thả ra, nó thả ra, nó sẽ thực hiện hoài cho đến lúc kết thúc slide luôn bạn ơi. Rồi tắt nha. Rồi, ok, đó là cái motion path của chúng ta. Rồi còn gì nữa không ta? Rồi, tạo hiệu ứng biến mất exit cho từng dòng. Ở slide 2 chọn tốc độ chậm. Slow đúng không? Chọn slow. Chọn hiệu ứng biến mất exit cho từng dòng ở slide 2. Các bạn thấy slide 2 là như thế này nè. Từng dòng ở slide 2 là này nè, mấy này nè. Từng dòng. Chọn tốc độ chậm thì nó nằm ở animation luôn các bạn. Các bạn đi vô slide 2, các bạn chọn nguyên cái box này. Các bạn chọn animation và chọn exit là gì đây? Exit là gì? Exit là cho từng dòng tạo hiệu ứng biến mất exit hả? Thôi, vậy là chúng ta đi vô cái exit này. Chúng ta tạo chọn bất kỳ cái hiệu ứng nào, tại vì nó kêu gọi là chọn cái hiệu ứng exit cho từng dòng thì mình phải chọn vô cái exit, mình chọn bất kỳ. Các bạn có thể chọn disappear. Thôi. Thôi, để cho bạn thấy tôi bấm cái nút này ha. Bấm cho nó xuống cái chỗ exit nè. Exit là disappear này, cái chỗ disappear á. Đây nè, cái chỗ này là chỗ exit nè, nó biến mất. Đó, thấy không? Đó, biến mất, các bạn có thể chọn biến mất là disappear, disappear là biến mất đó các bạn. Effect option nè, tôi chọn Ace One Object là nó sẽ tự nhảy by paragraph là từng đoạn hả? Effect option on S1 A1 object by paragraph A cha nó nói là từng dòng. Tạo hiệu ứng biến mất exit cho từng dòng ở slide 2, chọn tốc độ chậm từng dòng, rồi sau đó là effect option tôi chọn là effect option ha, tôi chọn timing
duration nè, duration tôi chọn slow nữa bạn. Duration tôi chọn slow, tức là cái thời gian của nó đó. Hoặc giả là bạn có thể bấm vô đây, nhưng mà mình không biết là bao nhiêu, cho nên mình mới vô timing. Mình mới chọn duration là slow là 3 giây đó, ok. Mình phải chọn slow mới được. Đó, nó biến mất như thế này, biến mất như thế này, nhưng mà nó biến là nguyên cái đoạn văn luôn. Mà đề thì nó yêu cầu là biến một lần á, là từng hàng, biến một lần từng hàng. Tại vì á, các bạn thấy là trong cái hộp này nó tính theo kiểu paragraph các bạn ơi, nó tính kiểu paragraph. Thằng này tôi là after revert đi, thằng này tôi muốn xuất hiện after revert nó rồi. Tôi review cho bạn coi, nó tắt cái đường bộ rồi xong nó mới tắt cái quốc lộ. Tại vì tôi chọn quốc lộ, hồi nãy tôi chọn quốc lộ là after revert, tôi mới tới tỉnh lộ từng thằng. Rồi xong tỉnh lộ á thì tôi sẽ làm tiếp cho mấy cái thằng còn lại các bạn. Tỉnh lộ tới cái thằng đường sắt nè, tôi cũng chọn là after start after revert. Dài khoảng là bao nhiêu tôi cũng start after revert nè. Các loại tàu là start after revert, tàu tốc hành là start after revert. Cả những cái thằng này tôi muốn chọn cùng lúc luôn, chọn cùng lúc luôn. Lần này nhấp đè control để chọn ba thằng này. Tôi đè control vô vô bên đây nè, một nè, control nè, control nhấp nè, thấy không? Tôi chọn là after revert thì máy này sẽ chuyển động ngay sau cái thằng bên trước nó. Tôi chọn control A, tôi chọn hết tất cả ha. Tôi nhấp vô trong này, tôi bấm control A, tôi chọn tất cả. Và cái duration này chắc tôi chỉnh khoảng 0.5 thôi. 0.5 để cho test lại cái khoảng ấy của nó. Cái thời gian coi nó có phải nhảy từng thằng không nha. Enter. Rồi, tôi review lại cho bạn coi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nó từng thằng các bạn. Rồi, khi mà máy này nó vẫn đang trong này thì cho chỉnh lại chế độ 3 giây nha. 3. Enter. Tôi khói hết nguyên đám này lại, tôi chọn 3 và tôi enter, nó hiểu 3 giây đó. Tôi review lại, cứ 3 giây là nó nhảy là xong ha, đúng yêu cầu bài toán nha. Chọn tốc độ chậm là 3 giây cho từng dòng. Tại vì nãy nó cho từng cái paragraph nè, cái mặc định nó paragraph. Nếu bạn muốn cho nó từng dòng, bạn phải mở animation panel này lên. Dạ, bạn sẽ khói chọn tất cả và bạn chọn là start timing nè. Timing và chọn start after revert cũng được, hoặc giả là nhấp vô trong này, tắt ra đây, nhấp vô trong này và chọn start after revert nó sẽ áp dụng cho toàn bộ mấy đó luôn các bạn ha. Ok chưa, xong hết rồi nha. Nếu còn cái gì mà thắc mắc thì bạn có thể hỏi tôi nha. Mỗi cái đề á, tôi thấy là mỗi cái đề mình học được một vài cái hay á, tôi khá là thích cái này. Các bạn muốn giỏi á, là bạn phải làm được hết tất cả đề này, bạn sẽ hiểu được tất cả và đi thi bạn sẽ rất là tự tin. Cái gì cũng vậy, mình muốn ấy á, mình muốn nó tốt á, là mình phải đầu tư thôi. Bạn không bỏ tiền ra đi trung tâm, bạn có thể ở nhà tự học, mà tự học mà bạn phải tập trung chút xíu thì lúc đó mình khỏe hơn rất là nhiều, mình không có sợ gì cả. Đi thi á, tôi sợ nhất cái á, là tôi sợ không biết làm. Và lúc nào tôi cũng sợ không biết làm, cho nên tôi rất là cố gắng, tôi học hết ở nhà, đi thi tới đâu hay tới đó, tại vì mình đã làm hết sức của mình rồi. Thì kết quả tới đâu thì mình phải cố gắng, mình chấp nhận thôi. Thì hết sức của mình rồi, mình đã cố gắng hết sức rồi.